Đang like rồi. Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nhá. Chào Gia Bảo Huấn, chào Hòa Phạm nha. Mọi người ơi, hôm nay em lại live stream báo giá xe cho mọi người rồi đây. Chào Đinh Văn Lóng nhá. Chào Dương Chiến. Anh Đinh Văn Lộc ơi, SH300i làm gì có. Không có con SH300i anh ơi. Chào Thương Nguyễn Thảo nha. SH cửa hàng em có rất nhiều cho mọi người nha. Cảm ơn bạn Hòa Phạm nha. Lê Văn Tuấn ơi, cửa hàng em đang có hai con Vario nhé. Từ 40 triệu 800 mình có xe rồi ạ. Đinh Văn Lâu ơi, thì mình ebook riêng nha. Anh Dương Chiến ơi, mình đang muốn tham khảo con xe SH150 ABS ạ. X-Size 150 là 2017. Anh ơi, xung quanh 30 triệu nào có X-Size 150 là 2017 nhá. Ở cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình tham khảo xe nha. Chào mừng tất cả mọi người đến với xe máy Đức Kiên nha. Có rất nhiều dòng xe cho mọi người luôn. Từ SH More này, Grand, các dòng này của Honda, Yamaha cửa hàng đều có nhé. Cảm ơn Ninh Văn Lộc nha. Nguyễn Trường Dũng ơi, cửa hàng đang có xe Ablade đời 2021, xe mới nhé. Dòng xe cũ cửa hàng cũng có, cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo nha. Nguyễn Văn Cảnh ơi, từ 79 triệu 800 là mình có xe SH 2019 nhé. Bạn check ebook của cửa hàng nha. Tuân Tuyến. Anh Tân Tuyến ơi, cửa hàng SH, cửa hàng có xe SH More CBS. Xe mới anh nhá, xe mới là sẽ từ 57 triệu 500 là có xe cho mình rồi. Chào Đức Tiến nha, chào Hòa Phạm, chào Tân Tiến. Xe SH đời 2020, form 2020, 2021. Cửa hàng có rất nhiều cho mình luôn. Từ 72 triệu 600 là đã có xe đời 20, form 2020 cho mình rồi nhé. Trang Khương, chị ơi, cửa hàng em đang có xe Grand. Em sẽ quay cho mình nhé. Cửa hàng đang có các xe đời 2017, 2019 chị ơi.
chào Tiến Phùng nha. Ablet cửa hàng cũng có salad này. Phạm Đạt ơi, AB150 cửa hàng đang có xe mới với xe cũ nhé. Bạn mới tham khảo con xe nào ạ? Xe Grand, con này là đời 2019. Chào nhà Mai Xuyến nha. SH Mall cửa hàng có rất nhiều luôn, các đời từ 2015 này. Màu trắng, màu xanh ngọc cửa hàng đều có cho mình. Quý Diễm ơi, cửa hàng em đang có xe SH nữ 2021. Xe mới tinh ấy là 57.500.000 anh nhé. Anh có thể đến cửa hàng tham khảo giúp em nha. Phạm Đạt ơi, xe cũ xe mới sẽ không chênh nhiều đâu, bởi vì cửa hàng bán xe lướt cho mình ấy. Xe chỉ mới chạy từ tầm hơn 1.000 cây nên là xe sẽ không chênh nhiều đâu. Nhưng mà đảm bảo chất lượng của mình như xe mới luôn. Ninh Phạm ơi, cửa hàng em có vép 3 nha, để em quay cho mình xem nhé. Từ 27.600.000 là có vép 3 cho mình rồi nhé. Có con vép 3 25.800.000 xe màu đỏ của hàng em mới ra hôm qua. Thì lại không để ở đây mất rồi. Ở đây là có hai con này. Sẽ là 27.900.000 và 28.800.000. Trần Thương ơi, cửa hàng có Vision bạn nhé. Từ Vision, bạn muốn tham khảo xem Vision cũ hay mới nhỉ? Anh Lượng Dung ơi, mình muốn hỏi SH 125 xe mới xe cũ ạ? À? Xe cũ 125 cửa hàng em, SH 125 xe cũ thì chỉ từ 50.900.000 là có xe cho mình thôi. Anh Nguyễn Sơn, cửa hàng em lại chưa có xe SH 150 ABS nếu không 22 nhé. Quý Diễn ơi, 57.500.000 là cửa hàng em có xe mới tinh cho mình nhé. Đây để em quay cho mình xem con mấy con SH đời 2019. Đây là bản 150. Xe rất đẹp luôn nhé mọi người nhé. VD Bương ơi, cửa hàng có trao đổi xe cho mình nhá. Mình cứ đến cửa, mang xe đến cửa hàng xem xe rồi hai bên thỏa thuận trao đổi nhá. Mọi người ơi, mọi người có check ebook giúp mình nha. Cửa hàng sẽ trả lời chi tiết cho mọi người nhé. Bùi Văn Phúc ơi, em để lại số điện thoại giúp mình. Số điện thoại này, địa chỉ này, tên là giúp mình nhé. Tí cửa hàng sẽ kiểm tra lại rồi sẽ báo mình nhé. Chào Quý Phạm nha.
Arbalest cửa hàng có rất nhiều nhé. Chào Nguyễn Hải. Ok Bùi Văn Phúc nha, tí cửa hàng sẽ kiểm tra lại báo mình nha. Chào Toản Râu nha. Arbalest tầm cửa hàng đang có xe từ 17.900.000. Mọi người muốn xem xe trực tiếp cứ đến cửa hàng giúp mình nhé. Đây để em vào em quay cho mình con SH2019 nhé. SH2019 150 phanh ABS. Đây cửa hàng đang có. Con này là đắt thử, xe mới nhất cửa hàng luôn. Chào cô Vin bùng bố nhá. Mọi người ơi, hôm nay em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Mọi người muốn tham khảo con xe nào ấy thì có thể đã comment cửa hàng, em sẽ gửi đường link cho mình và tư vấn trực tiếp cho mình luôn nhá. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mọi người, tất cả con xe cửa hàng đều có luôn và có cả thủ tục sang tên cho mọi người luôn nhá. Chị Nga kiểm tra hộ em con AB24680 giá bao nhiêu ấy. Vũ Văn Hữu ơi, anh ơi con AB biển B42 1680 đây. Nó đời 2019, giá 40.800.000 anh nhé, xe còn mới lắm. Anh cứ đến cửa hàng xem giúp em nha. Dạ vâng ạ, em xin kết thúc livestream ở đây ạ. Cảm ơn mọi người xem livestream ở cửa hàng nha. Rất mong mọi người đi ủng hộ cửa hàng ạ.